Đúng rồi, còn mấy khẩu trang anh cho mày nốt này. Người em mới cần chiếc khẩu trang em làm gì? Em đầy. Em đọc cái gì? Em đầy. Ok mọi người, bọn mình vừa đi phát xong rồi. Và mong rằng cái hành động nhỏ này của bọn mình có thể giúp cho mọi người có thể giữ sức khỏe của bản thân một cách tốt hơn, và cũng như là giúp cho toàn thể người dân Việt Nam nói chung, cũng như là toàn thể người dân thế giới sớm qua được cái đại dịch này. Em ngon nhỉ? Ok, hello mọi người. Chào cậu. Chào mừng mọi người đến với kênh The Dad Vlog của mình. Mình là Hip đây. Hôm trước thì mình có đi rút tiền YouTube ấy. Và ngày hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau lấy cái tiền đấy để đi mua khẩu trang. Sau đó thì bọn mình sẽ đi phát miễn phí cho mọi người. Mình và Gấm sẽ... làm cái gì đấy vào đây? Mình và Gấm sẽ cùng đi mua khẩu trang và phát miễn phí cho mọi người nha. Mọi người hãy cùng xem bọn mình sẽ làm như thế nào nhá. Sẽ mua được khẩu trang với giá bao nhiêu tiền và giá khẩu trang hiện tại trên thị trường là bao nhiêu nha. Let's go, đi thôi. Chị ơi, ở đây còn bán khẩu trang không chị? Hết rồi ạ? Không còn một hộp nào? Túi không còn à? Buồn đấy nhỉ? Cảm ơn chị nhá. Bán đầu tiên không còn một cái khẩu trang nào. Đi tiếp. Ở đây còn bán khẩu trang không chị? Hết sạch luôn á? Không còn hộp hay túi gì à? Ôi trời ơi, đi 4 năm quá rồi mà vẫn không có một cái khẩu trang nào để mua. 2-3 sâu, tại vì nhập đắt mà bán đắt thì người ta lại bắt. Nhập bây giờ nhập, em cứ tưởng là tại người ta tự tăng giá lên nhưng... Không, nhập đắt mà. Tại nhập đắt ạ? Ừ. Nhập đắt là người ta bây giờ bán thì lại bắt, bán ra cũ thì ai nhập? Quá chuẩn luôn. Đúng không? Bây giờ em cảm ơn nhá. Vẫn không có cái nào các bạn ạ. Họ bảo là nhập đắt quá nên là họ không nhập về ấy, bởi vì nếu bán đắt thì sẽ bị bắt ấy, nên là họ không nhập về và không có để bán. Đây, đi tiếp thôi. Trời, Hà Nội đang mưa vãi. Đấy, các bạn thấy khổ không? Mà vẫn chưa mua được cái khẩu trang. Đi bao nhiêu tiệm rồi mà chẳng có còn thứ tiệm nào còn khẩu trang cả. Tiệm nào cũng hết. Mà còn thì lại đắt. Thật đấy. Cuộc sống của mình đấy. Sướng lắm. Làm YouTube nhàn lắm. Mưa gió bắt anh em đi như này đây. Anh à. Ôi đây giờ anh hiểu không? Chị ơi, ở đây còn bán khẩu trang chị? Khẩu trang 3M là khẩu trang gì ạ? Khẩu trang này mà có thể dùng cho mình từ 2 đến 3 ngày. Không có cả hộp luôn ạ? À? Cả hộp của nó mấy chục chiếc thôi. Vâng, nếu như hộp thì là bao tiền ạ? À? Yeah. 35.000 một cái rồi ạ? Dạ vâng. Không có loại khẩu trang giống như em đang đeo ạ? Dạ không, hết sạch bạn ạ. Không còn hộp nào khác không? Dạ không. Thế có loại nào rẻ hơn loại này không ạ? Chỉ có một loại này duy nhất thôi ạ. Thế ví dụ hộp mà mấy chục chiếc là bao tiền ạ? Hiện tại giờ mình không bán nên mình cũng không rõ. Không còn bất kỳ một hộp đen trắng hay là xanh nào? Dạ không. Buồn nhỉ? Em cảm ơn ạ. Ơi, ở đây còn khẩu trang gì? Khẩu trang em đang đeo á? Vâng. Nhà thì còn thế còn loại khẩu trang nào ạ? Không còn một khẩu trang nào luôn á. Cái này. Không còn một cái nào luôn. Chị đang không có mà đeo rồi đấy. Thế bây giờ mà thế chẳng lẽ bây giờ mang cái này về giặt à? Không cầm ấy chưa? Em hết rồi, em mới đi mua. Dạ. Một cái khẩu trang vải ấy, chị phải đợi khoảng trăm hết tuần này mai ra mới có. Bây giờ khẩu trang đang cháy hàng mà. Không còn một hộp nào luôn đấy. Cái y tế ra đã xuống. Bạn thì quay. Nó đang chụp ảnh nó quay gì đâu. Mày làm cái gì đây? Làm gì đây? 2000 years later. Ok mọi người, sau khi mà đi khoảng độ tầm 20 cái hiệu thuốc, cuối cùng thì mình cũng đã mua được một hộp duy nhất, một hộp khẩu trang duy nhất, và bây giờ bọn mình sẽ đi phát miễn phí cho mọi người nhá. Hãy đi cùng với mình nhá. Ok, đi rồi. Ok, mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại thành phố Vũ Hán. Có mặt tại thành phố Vũ Hán. Thôi, mày đừng có mồm khoen. Mày đừng có mồm điêu đi. Của Trung Quốc. Mình đùa mọi người ạ.
nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Hiện tại mình đang có mặt tại hầm xe của Royal City và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên trên sảnh và trong và trung tâm thương mại để mà phát khẩu trang miễn phí cho mọi người nhá. Đi cùng mình nhá. Bạn ơi, mình có một món quà dành tặng cho bạn. Cấm ơi, còn mấy khẩu trang anh cho mày nốt này. Người em mới cần chiếc khẩu trang em làm gì? Em đầy. Em đọc cái gì? Em đầy. Ok mọi người, bọn mình vừa đi phát xong rồi. Và mong rằng cái hành động nhỏ này của bọn mình có thể giúp cho mọi người có thể giữ sức khỏe của bản thân một cách tốt hơn. Và cũng như là giúp cho toàn thể người dân Việt Nam nói chung cũng như là toàn thể người dân thế giới sớm qua được cái đại dịch này. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy like, share, subscribe cho kênh Là Thế Hàn Vlog nha. Lời cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nem ngon nhỉ?